Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Giang Tester Education. Trong series này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công cụ kiểm thử tự động Catalan Studio dành cho người mới nhé. Trước hết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem công cụ này là gì và cách cài đặt nó ra sao. Trước khi mà chúng ta download và cài đặt Catalan Studio thì trước hết chúng ta phải cài đặt Java cho thiết bị của mình đã. Trên đây là mình đang dùng Windows thì chúng ta có thể lên Google, chúng ta gõ là Java download. Và chúng ta download trực tiếp trên trang chủ của Oracle là cái trang này. Hoặc là bất kỳ trang nào tùy chúng ta. Miễn là download được Java về và cài đặt được. Thì ở đây chúng ta có phiên bản mới nhất là 21. Thì chúng ta chọn cái hệ điều hành nó phù hợp với mình. Thì ở đây mình là Windows chẳng hạn thì mình sẽ chọn là Windows. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái bản install này và download nó về. Thì các bạn lưu ý là nó là dạng định dạng là .exe nhé, tức là file cài đặt luôn. Thì download về, bấm vào đây để download. Đó. Bấm vào đây để download, nhưng mà của mình download rồi nên mình sẽ không bấm nữa. Thì sau khi download về xong, thì chúng ta sẽ có file đây. Thì của mình là bản 20, thì các bạn đa bản 21 hay 20 cũng được. Thì sau khi download về xong thì chúng ta bấm vào để cài đặt như bình thường thôi. Thì cái việc cài đặt này cũng rất là dễ. Nó là một cái như cái ứng dụng bình thường, các bạn chỉ cần next next là xong, không có gì cả. Vậy thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nó đã được cài đặt thành công hay chưa. Thì chúng ta sẽ phải vào đây, chúng ta gõ là tìm kiếm, là chúng ta gõ cmd chẳng hạn này. Đó, chúng ta chọn run as admin, chúng ta gõ cái từ khóa là java rồi có dấu cách gạch ngang version như này và enter. Thì nó hiện ra như thế này. Thì có nghĩa là chúng ta đã cài đặt thành công được Java trên máy của mình rồi. Tiếp theo thì sau khi cài đặt Java và kiểm tra rằng nó đã được cài đặt thành công rồi, thì chúng ta sẽ đi tiến hành cài đặt Catalan Studio. Thì để cài đặt Catalan Studio thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải đăng nhập. Thì trang chủ của nó là catalan.com. Thì ở đây là chúng ta click vào Start Free Trial đây. Thì cái này chúng ta đã biết là nó sẽ có bản mất phí và bản miễn phí. Thì cái bản download này sẽ là bản miễn phí này. Đây chúng ta bắt chúng ta phải tạo tài khoản nhé. Thì mới cho download. Còn nếu mà chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta đăng nhập. Thì chúng ta bấm vào Sign Up này. Sign in đi rồi. Đó, sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ download được ở cái chỗ này. Chúng ta thấy nó hiện ra một cái button download ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ chọn cái bản Catalan Studio này với hệ điều hành Windows hay là Mac OS, Linux gì đấy thì tùy vào hệ điều hành của chúng ta. Thì mình của mình là Windows 64 bit thì mình sẽ download nó về như này. Đó. Thì nó download về như bình thường thôi. Thì sau khi download về xong ấy thì chúng ta giải nén ra thì chúng ta sẽ có một cái thư mục như thế này. Thì chúng ta click vào đây. Đó, thì đây sẽ là có một cái file để chúng ta gọi là file để chạy ứng dụng luôn, chúng ta không cần cài đặt nhé. Chúng ta không cần cài đặt, chúng ta chỉ cần mở cái file này lên. Nó sẽ mở ứng dụng lên cho mình luôn, chúng ta không cần cài đặt gì hết. Thế thì nó sẽ phải mất một cái khoảng thời gian để nó mở lên đó. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã cài đặt được Catalan và mở được lên thành công. Thì đây là cái mình đã cài đặt từ trước rồi, nên là mình đã đang làm dở nên là nó hiện sẵn những cái thông tin này. Nhưng mà không sao, kệ nó. Đó, và đó là cách để chúng ta cài đặt được Catalan Studio. Thì mình cũng giới thiệu qua công cụ này một chút. Thì nó là một cái công cụ automation
rất là hữu ích, là có thể automation được nhiều thứ, bao gồm cả web, cả app rồi cả mobile, bao gồm auto được cả giao diện người dùng cũng như là auto được cả về API nữa, có kết nối được vào cơ sở dữ liệu database đấy. Thì một cái công cụ rất là hữu ích, nhưng mà nó là một cái công cụ freemium, tức là có bản miễn phí và bản trả phí. Thì cái bản miễn phí này của chúng ta cũng thực hiện được hầu hết những tính năng cơ bản để kiểm thử tự động rồi. Nhưng mà để mà nó chuyên nghiệp hơn và áp dụng cho những cái hệ thống, một hệ thống lớn, một cái team mà nó chuyên nghiệp và nó đầy đủ hơn, thì chúng ta cần phải dùng bản trả phí thì mới được, để quản lý source code hay là gì đấy. Thì còn nếu mà làm chơi chơi cá nhân thì chúng ta dùng bản miễn phí cũng được. Đó, thì đấy là cách cài đặt và một số thông tin về Catalan Studio. Thì những buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái tính năng cơ bản ở trên cái công cụ này, để làm sao automation mà không cần code nhiều. Bởi vì một cái đặc tính nổi bật nhất của cái công cụ này đó là giảm thiểu được rất nhiều cái việc code cho chúng ta so với Selenium. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem những clip trên kênh Đức Giang Tester Education. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bài học bổ ích nào trên Đức Giang Tester Education nhé.